Có một video mùng cá tháng tư tiếp với các bạn đây ạ. Các bạn nhớ xem nha. Ui, mình sẽ chôn người khác không chôn em mình biết rồi. Ui, em mình đập điện thoại mình. Rồi, xin chào mọi người nha, mình Lĩnh đây. Chào mừng các bạn đến channel của mình. Và trước khi đến chủ đề chính, các bạn đừng quên ấn một like nha, đăng ký, share video ủng hộ nha. Và hôm nay mình sẽ chôn em mình các bạn ơi. Và các bạn biết ngày hôm nay là ngày gì không? Mùng cá tháng tư đấy các bạn ạ. À, và nếu các bạn không biết cá tháng tư là ngày gì, là ngày chôn đâu các bạn nhá. Đây các bạn này, mình đang ở trong phòng ngủ của mình và em Minh này. Em Minh mình đang ngủ này, ngủ mơ đá hết cả gối xuống các bạn này. Và hôm nay mình sẽ giấu điện thoại của em Minh các bạn này. Đó, điện thoại của em Minh này các bạn này. Mình sẽ giấu điện thoại của em Minh các bạn này. Yeah. Mình chả biết phản ứng của em mình tí nữa sẽ như thế nào nữa. Đấy, mình đang ngủ rất là ngon này. Rất là ngoan luôn, không phải ngon các bạn. Ui. Ok, mình sẽ đi giấu điện thoại các bạn nha. Đó. Mình sẽ giấu một nơi bất kỳ. Điện thoại mình này. Hay vỡ. Đó. Đây. Mình sẽ giấu điện thoại của em mình ở đây các bạn nha. Em mình sẽ không biết đâu. Ha ha ha, chúc bé ngủ ngon. Anh ơi. Hả, anh đây, anh đây. Anh làm gì đấy? Anh đang quay video này, anh chờ mình dậy để quay video này. Mình có muốn quay video cùng anh không? Hả? À, điện thoại em đâu? Điện thoại nào? Anh làm gì biết đâu, anh chơi game mấy giờ mà. Cái gì ở đấy á? Mình thử nghĩ lại xem để ở đâu. Để ở đấy á. Ôi các bạn ơi, em mình mất điện thoại các bạn ơi. Khổ thân quá, mình tìm lại mấy cái gối xem nào. Ê, xem với này có gì không. Mình lao tìm xem nút bạc có gì không. Ê, xem nút bạc có điện thoại không. Mà nó rơi thì sao. Ôi, không có đâu, không có. Mình tìm trong tủ xem nào. Ôi. Có không Minh? Thôi Minh không có đâu Minh ơi. Khổ thân Minh quá các bạn ơi. Các bạn thấy em Minh khổ thân kìa. Các bạn đừng quên tặng mình một like này cái mình nhá. Còn chăn thôi, không có gì đâu. Em Minh thử tìm ở chỗ máy tính của anh xem nào. Mà sao vừa nãy Minh ngủ Minh cứ đắp chăn này, cởi chăn đấy. Mình ngủ mơ á. Ô thế à. Ơ điện thoại em đây đúng không? Nó sao vỡ thế này. Ơ điện thoại mình á. Ơ sao điện thoại mình này vỡ thế này. Ơ đây điện thoại Apple của anh mà. Ơ đúng rồi, mình ngủ mơ rồi, mình đi rửa mặt đi. Mình ngủ mơ quá rồi. Ê mình chờ tí Minh. Mình rửa tìm xung quanh đây đi. Không có rồi. Tiếc cho mình nhở. Đi tìm xung quanh đi, ở cái cặp. Ở mấy cái cặp Alan Wicker này mình. Đấy, cặp Alan Wicker đấy. Mình thử tìm xem bò. Đây các bạn ơi, em Minh của mình này, đang tìm đồ. Rất là khổ thân luôn. Đó. Đúng là ngày đen của em mình. Đây các bạn, em Minh khổ thân này, đang tìm mà. Đây. Các bạn ơi, em Minh vẫn chăm chú đi tìm. Thôi mình tìm làm gì nữa à? Đi quay thôi. Mình có buồn không? Ôi, cứ tìm cô đi xem nào. Là hỏi anh Cường xem nào Minh, là hỏi anh Cường. Anh Cường ơi, anh có thấy em điện thoại em không? Không thấy. Để đâu? Ôi, các bạn thấy không? Em mình rất khổ thân này. Ôi, khóc về hả Minh? Thôi mình ngủ đi nhá. Ôi các bạn, khổ thân quá. Các bạn đừng quên tặng mình một like đăng ký mình nhá. Thôi Minh ơi, đừng khóc nữa. Tại Minh, anh làm sao biết để đâu được. Này, hay là anh tặng mình cái điện thoại nhá. Có trò chơi Tatsumi rất là hay này. Điện thoại anh này. Minh, đây điện thoại anh có lâu mình cho nhá. Mình có buồn không? Các bạn ơi, em mình đang khóc này.
Em mình thì rất là cute. Thôi ngại che mặt rồi các bạn ơi. Em mình không muốn quay video nữa rồi, rất là ngại. Thôi, Minh Minh, anh có một bất ngờ rất là to đấy các Minh ơi. Anh có một tin vui, một tin buồn. Em thích nghe tin nào trước? Tin buồn trước. Tin buồn là Minh cứ buồn đi nhá. Tin vui. Tin vui á? Làm lòng tin trước. Đấy, Minh nghe buồn cho Minh. Ôi, anh đùa thôi. Đây, anh cho mượn điện thoại này. Điện thoại của Minh chả biết để đâu ấy. Ôi, các bạn ơi, em mình đi đâu này? Đi lên xe buýt. Ôi các bạn ơi. Ôi, đây là nhà của em mình này các bạn ơi. Đây là giường của mình này. Còn đây là giường của mình, em Minh mình. Mình đừng khóc nữa Minh. Ôi các bạn ơi, rất khổ thân luôn. Khổ thân quá. Mình thử tìm xung quanh này xem có gì không. Ê Minh, đây này, điện thoại Minh này. Đấy, anh vừa đập đấy. Minh không nhận ra đúng không, điện thoại Minh đấy. Đâu phải á, điện thoại giống Minh mà, Minh không nhận ra nhỉ. Của thân Minh nhỉ. Các bạn, em Minh lại khóc kìa. Ôi, của thân em mình. Các bạn, đây điện thoại của mình này. Còn đây điện thoại của em Minh, mình giấu ở đây này. Đấy, hai cái y hệt nhau luôn. Bây giờ mình sẽ dùng điện thoại này, đây gọi, chào vừa đây điện thoại của mình nhá. Đấy, em Minh mình đang cười kìa, đấy các bạn thấy không. Minh Minh, đây cho mình dùng tạm điện thoại của anh này. Đấy. Oh no no no, xin lỗi. Minh, nhìn mày quay này, đừng khóc nữa nhá, anh xin lỗi nhá. Đừng soi không chơi nữa. Ôi các bạn ơi, em mình đang buồn. Các bạn đừng bắt chước mình nhá. Không là em của bạn khóc mất mẹ đấy. Là bạn bị đấm nịt. Thế các bạn nhé. Đừng bắt chước mình nhá này. Em mình vẫn còn đang giận mình này, chả biết bao giờ mình hết giận. Ôi, đánh mình ngã luôn này. Ơ, đây là điện thoại anh đấy, anh đùa mình mà. Có phải điện thoại của mình? Điện thoại của mình đây này. Anh vừa đọc xong. Đấy, nhìn thấy cái nào cơ hơn. Anh chỉ đổi hình nền thôi. Không, phải xem cho mày. Đấy, em chơi cho mày này. Mình. Đấy cậu bạn này, em mình cũng hết buồn rồi. Nhưng mà vẫn đang giận. Đấy, chạy như thằng King Kong các bạn này. Đấy, em mình đang đá nít mình này. Của tên em mình. Ok các bạn ơi, video đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên ấn like nhá, đăng ký cho mình. Bye bye. Còn một video mùng cả tháng 4 tiếp với các bạn nhá. Các bạn nhớ xem nhá. Ui, mình sẽ chôn người khác không chôn em mình biết rồi. Ui, em mình đập điện thoại mình.